copier for Ren in Saigon. Xin chào bạn, đây là máy in HP Laser Zero M12A. Thì tình trạng của máy in đang bị mờ. Này, các bạn thấy bản in trang in mờ. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đổ mực cho cái cạc chip CF279A nha các bạn. Đây là cái cạc chip CF279A. Các bạn thấy cạc chip này nó cũng giống tương tự như cạc chip CB435A hay là CE285A, cạc chip 337 của Canon luôn ha. Nó giống nhau nên là cái cách để đổ mực nó cũng tương tự như vậy. Rồi, cái hộp mực ở bên tay phải đầu nhông của rum nó có một con ốc. Các bạn sẽ tháo ốc này ra. Rồi, sau đó các bạn sẽ bật cái nắp này ra. Nó có cái lò xo gớt ra nữa các bạn. Cái lò xo này nó nằm ở vị trí như thế này. Nè, mình đặt vào như thế này luôn ha. Để lát sau khi các bạn mà đổ mực xong á, các bạn lắp vào luôn. Đây, nó nằm như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tách đôi cái phần mực và rum ra. Mực từ bằng cách, đây các bạn bóp xuống rồi ha, kéo ra. Khi hết mực nữa các bạn, đây, chụp từ nó không còn mực nữa ha. Lượng mực bên trong không đủ để tán đều lên chụp từ, nên là in ra chỗ nào có mực thì có chữ, chỗ nào mà trắng bóc như thế này thì in ra tờ giấy trắng. Nhiều khi các bạn sử dụng, các bạn có thể lắc mực lên như thế này. Lắc nhẹ lên, xài được vài lần và sau đó in thêm được vài chục tờ nữa thì nó lại trắng giống như thế này. Rồi, cái hộp mực này sẽ có hai phần. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái phần mực này trước đi ha. Nguyên khói này chúng ta để riêng xa ra. Rồi, bên đầu bên này có một con ốc. Các bạn sẽ tháo ốc này ra. Chúng ta đang thao tác đổ mực trên hộp mực zin nha các bạn. Hàng chính hãng theo máy. Sau khi tháo ốc ra xong, đây ngón trỏ các bạn tùy giữ vào trục từ. Ta này bật kéo ra. Ra một cái nắp, nó còn một cái nắp nữa nè. Nắp nhỏ bên trong. Nắp nhỏ bên trong này nó sẽ ăn khớp vô với cái trục từ. Đây. Như thế này nha các bạn. Nó có mặt vạc hình chữ D. Để các bạn cũng lưu ý cho mình luôn. Để lát chúng ta gài vào nó vô khớp. Bên này không có chỗ đổ mực nên là chúng ta sẽ đổ mực theo đường cái trục từ. Trục từ sau khi mà lấy ra thì kiếm tờ giấy để lên ha. Đây, mình có cái mực đổ. Mình lấy cái mực của mình ha. Các bạn nào muốn đổ mực đẹp này kia đó thì mang tới nhà mình. Rồi, đổ vào đây. Sau khi đổ xong, chúng ta lắp trục từ lại. Mực zin nó mịn lắm các bạn. Rồi, cái mặt vạc hình chữ D. Đưa vào khớp. Các bạn xoay vào đúng khớp thì chúng ta mới đẩy vào được ha. Đây.
hai cái lỗ hai bên nó phải vào khớp như thế này. Rồi đậy nắp lại, sau đó thì siết nắp luôn. Lắc nhẹ. Mực bám đều trên trục tự như thế này là quá đẹp. Và bây giờ tới phần rum mực. Mực thải. Bạn tháo hai ốc này ra. Đổ bỏ toàn bộ mực thải trong hầm mực nha bạn. Tuyệt đối không lấy đồ vải lau cái gạt rum nha các bạn. Nó có phấn trên đó. Các bạn lau thì các bạn phải thoa phấn lại. Rồi, lau chụp sạc. Lau bằng vải mịn sạch sẽ. Rồi, lắp rum lại. Rồi, bây giờ lắp vào lại thì các bạn thấy nè, có cái một cái càng nhựa đưa ra ha. Đây có cái lỗ. Cái khớp nữa bạn đưa vào. Đưa vào đẩy nhẹ vô là nó vào khớp. Thì các bạn lưu ý ngay chỗ này có cái lò xo. Hai bên có lò xo thì các bạn phải đẩy cái lò xo cho nó thẳng ngay lại ha. Nó phải thẳng lại nha các bạn, không được cong vênh nha. Đó, nó phải thẳng như này nè. Ừ. Nó phải thẳng như thế này. Bên này cũng vậy, phải thẳng. Và cuối cùng chúng ta sẽ lắp cái nắp chụp rum lại. Thì lúc nãy nè, mình đã chỉnh sẵn rồi. Bây giờ ngón cái mình sẽ giữ như thế này. Các bạn đặt khớp vào. Đây, cái ngón cái mình vẫn giữ nữa các bạn. Rồi, nhấn xuống. Cái lò xo nó tì lên đây nè. Để các bạn khi nắp gùm. Sau khi đổ mực xong, các bạn bật lên thế này. Xoay mà thấy mực không bám lên bề mặt rum sạch đẹp. Là quá đẹp rồi các bạn. Thường như vậy thì bản in khoảng 70% là bản in ra đẹp rồi đó. Và bây giờ chúng ta sẽ in test lại. Và đây là bảng in. Đây, chúng ta so sánh cái bảng trước và sau khi đổ mực nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video đổ mực cho cặp chiếc CF239 của HP Laser Shark Pro M12A. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, like, share, subscribe, bật chuông để luôn luôn được cập nhật những video chia sẻ mới nhất nha các bạn. Còn bây giờ xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Và đừng quên có máy móc thiết bị gì mà cần sửa chữa mang đến nhà của mình ở ngã 6 Gò Vấp. Địa chỉ 106/2/33 Quang Trung, phường 10 Gò Vấp nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.